Blackpink gây náo loạn hầm gửi xe sau học báo, Jennie Jisoo dính như Sam, trời ơi nhìn tóc và màn hở của đó sẽ đi. Học báo comeback của Blackpink đã chính thức khép lại, chuẩn bị dọn đường cho MV chính thức được tung ra vào chiều nay. Ngay sau khi kết thúc họp báo toàn cầu, bốn cô nàng đã rời khỏi Lotte World Tower, nhưng đã kịp gây ra một màn xuất hiện náo loạn ở hầm để xe của tòa nhà. Đám đông phóng viên, đại diện báo chí, truyền thông vây kín cả khu vực đỗ xe của Blackpink, chụp ảnh tán loạn để ghi lại được hình ảnh của các mỹ nhân. Jennie tiếp tục gây xôn xao với mái tóc nhuộm cực phá cách, nhưng đáng chú ý hơn cả là loạt ảnh cô nàng và Jisoo dựa sát vào nhau không rời. Lisa đi theo ngay sau đó, trùm kín chăn như hai cô chị, nhưng vẫn đủ để lộ một phần trang phục điệu đà và gương mặt xinh như búp bê. Đèn flash hay điều kiện ánh sáng kém không dìm được ba mỹ nhân này, mà thậm chí còn nâng tầm hơn. Tuy nhiên spotlight lại đổ dồn về phía lo xé. Giọng ca chính Hắc Hương, gần như khiến netizen phát cuồng vì mái tóc tím lộ rõ màu ở tầng hầm, và đặc biệt bộ cánh cắt xẻ sexy nhưng lại đầy cá tính. Blackpink gây náo loạn hầm gửi xe khi rời khỏi họp báo comeback. Cận cảnh mái tóc của Jennie đang khiến dân tình náo loạn. Jisoo hớn hở, trùm chăn và bịt kín khẩu trang như các chị em. Hai cô nàng cứ dựa sát vào nhau, không khỏi khiến các shipper náo loạn. Lisa diện áo cổ béo đầy nữ tính. Không thay đổi quá nhiều, lần này Lisa đốn tim fan với nhan sắc đỉnh cao như búp bê. Và nhân vật gây chú ý nhất lần này là Rosé. Nữ idol đang khiến cư dân mạng náo loạn vì mái tóc tím bạch kim thời thượng, và lại càng nổi màu hơn trong điều kiện ánh sáng kém. Bộ vest cắt xẻ táo bạo, hết cắt sâu ở đằng trước lại đến xẻ một mang ở đằng sau. Dân tình đến đau tim vì màn hở của đó sẽ mất thôi. Ngoại hình lần này của đó sẽ được đánh giá khá cao, tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng cô nàng chỉ đổi màu tóc thôi chưa đủ. Nguồn, Never, Twitter. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.